Shibura V52 hôm trước mình có quay clip cho tất cả mọi người xem rồi á. Hôm nay về Bình Thuận. Ngã ba ông Đồn, ngã ba Cô Heo. Cái gì ta, ở đó là Tánh Linh hay Đức Linh ta? Đức Linh Bình Thuận V52. Cái này dịch lại gì ai biết dịch tên mình nha. Ai biết thì dịch giùm vậy. Té luôn trời. Tiếp cái vỏ luôn, thêm một cái đuôi sới sọ. Nhíp luôn. Ai chạy lên giùm đi. Tài xế chạy lên giùm tài xế. Chạy xe lên trước đi. Còn con đang dọn nó nữa. Rồi hết pin luôn. Chạy lên em anh Phong. Đèn sáng. Này em nào muốn tiết lộ giá 200 mấy chục triệu, 265 triệu V52. Luôn đuôi sới, luôn vận chuyển, thay 4 cái vỏ đẹp. Bây giờ là lên xe. Mình làm từ trưa đến giờ. Thay vỏ, xúc chất nước, điện đèn còi. Kéo lên. Cầm tiếp kéo lên. Kéo lên. Ok. Quay hình làm kỷ niệm. Sau này là ở đó thì em lúc này em cũng quay lại, em đăng trên YouTube á, là có gì anh em xem rồi chia sẻ học hỏi rồi không? Thì mình chủ yếu là chia sẻ kinh nghiệm thôi, rồi giới thiệu máy, rồi anh em ai có nhu cầu thì cứ liên hệ. Tại vì đang mua rất là nhiều. Rồi ok. Cái hàng mình nói hồi đó nó nét. Đây nói chung là đây là anh khách. Anh vô Long An mua rất là nhiều nha mọi người. Tối nó giống như nó mờ. Đi xe to mà. Xe to rộng rãi hơn. Ok, có móc kéo luôn rồi nha anh, đầy đủ hết rồi đó. Đầy đủ hết rồi chưa? Đầy đủ rồi đó, có thiếu gì nữa đâu. Theo đúng yêu cầu luôn rồi đó. Cái móc kéo luôn đó. Đuôi sới nít lô. Sọ lớn. Đèn sới không là hết 3 mấy triệu. 805. Sới cả đây có sao nè. Sau trước gì cũng được. Con V52 đang dọn banker luôn, sơn dặn áo, máy móc nguyên rinh. Con này hôm trước cũng quay một cái video ngắn á, như có 3-4 phút gì, vì nó nằm ở trong kẹt á, xong mình mới dời ra được. Thì bây giờ sau khi mà dời ra thì chưa kịp lên clip lại thì được mấy anh khách vô ghé ủng hộ. Nói chung là trước lạ sau quen. 200 mấy chục triệu cho một chiếc xe 265 triệu. Người nào chưa biết giá thì cứ liên hệ vào xem trực tiếp thì chúng ta sẽ có một cái chiếc xe đang trời mưa luôn. 15 đồng, 6 giờ tối rồi. 6 giờ tối và... xe này 120 anh. Xe nó xe 120 á. Xe 120 chứ không phải xe 100 đâu. Ông tưởng đâu là xe 106 giống cái sợi nhỏ là xích 100 á, 950 á. Mấy cái này, cái vàng, mấy cái đời này răng lớn, hai cốt này là hộp sọ lớn này nó có.
ngập thùng xe luôn. Hôm bữa nào cũng tới 6 giờ tối, bữa nào cũng 6 giờ tối không thấy kiểu hợp với buổi tối hay sao. Vô lọt luôn mà. Đó, lò vừa khích luôn. Bỏ giờ gần gần ngoài thôi chứ cho dễ đẩy. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video clip này. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong nhiều video clip hơn nữa. Và nhiều cái máy mình chia sẻ gửi đến tất cả mọi người hơn nữa. Xin chào và xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ.